Chiều 2 tháng 1 năm 2024, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, Trung tướng Tô Ân Sô là người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, tức C03 Bộ Công an, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, việc bắt ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Vụ án này thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bước đầu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an xác định, ông Trần Văn Hiệp đã nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Trung tướng Tô Ân Sô cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Hiệp đã được tống đạt thực thi sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án và rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản nhà nước. Liên quan đến dự án của công ty Sài Gòn Đại Ninh, vào tháng 3 năm 2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh là chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ. Tiếp đó, tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc là vụ trưởng vụ 1 thuộc Văn phòng Chính phủ cũng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ án nhận hối lộ này. Cơ quan chức năng xác định bà Trần Bích Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác, làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với dự án công ty Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư ở Lâm Đồng. Ông Trần Văn Hiệp, 59 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Văn Hiệp từng giữ các chức vụ trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm tại tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, năm 2021, ông Trần Văn Hiệp bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau khi xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trần Văn Hiệp đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đầu tư đất đai, nhà ở và bảo vệ môi trường. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Trần Văn Hiệp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra. Gần đây, chiều 28 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức phiên họp trực tuyến tổng kết của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Theo quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh phải chủ trì buổi họp ở đầu cầu của tỉnh mình, nhưng tỉnh Lâm Đồng có văn bản xin phép cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vắng mặt. Văn bản nêu rõ vào thời gian kiểm tra, ông Trần Văn Hiệp, tức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đang đi công tác Hà Nội nên xin phép vắng mặt tại phiên họp trực tuyến tổng kết của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và ủy quyền đồng chí Phạm S. là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến vụ án này tại địa chỉ thanh niên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bật nút chuông và đón theo dõi.